Sáng ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo giới thiệu chương trình hỗ trợ đối thoại chiến lược Việt Nam-EU trong triển khai Hiệp định Khung về Đối tác và Hợp tác Toàn diện PCA Việt Nam-Liên minh châu Âu. Chương trình hỗ trợ đối thoại chiến lược Việt Nam-EU trong triển khai Hiệp định PCA được thông qua trong bối cảnh Việt Nam và Liên minh châu Âu-EU đang tích cực hoàn tất các thủ tục nội bộ để phê chuẩn Hiệp định Hợp tác và Đối tác Toàn diện PCA. Việc triển khai các thỏa thuận PCA có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất. Trong thời gian chờ phê chuẩn, hai bên đã thống nhất triển khai sớm hiệp định trên các lĩnh vực ưu tiên. Kế hoạch triển khai sớm PCA giai đoạn 2011-2012 đã được thực hiện tốt đẹp và hiện nay hai bên đang tham vấn để thống nhất kế hoạch triển khai sớm PCA giai đoạn 2013-2014. Tại hội thảo, hai bên đã cùng đánh giá về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và EU trong khuôn khổ hiệp định PCA. Được chính thức ký vào tháng 6 năm 2012, Hiệp định PCA không chỉ điều chỉnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và EU trên các lĩnh vực như hợp tác phát triển, kinh tế thương mại, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nông nghiệp, mà còn bao hàm hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, hợp tác đối phó với nhiều thách thức toàn cầu. Ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo APEC về thông lệ tốt trong việc cấp vốn cho các dự án năng lượng tái tạo. Hội thảo được tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6. Phát biểu khai mạc, đại diện Bộ Công Thương cho biết năng lượng tái tạo ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội toàn cầu. Tại các nền kinh tế phát triển, năng lượng tái tạo chiếm khoảng 15% tổng cung về năng lượng. Tuy nhiên, ở các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam, năng lượng tái tạo là một ngành tương đối mới mẻ, chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn trong tổng cung năng lượng. Đa số các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực APEC đều có đặc điểm chung là cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, nguồn nhân lực hạn chế, đặc biệt là nguồn nhân lực về tài chính. Điều này khiến cho các thành viên đang phát triển trong APEC có xu hướng tụt hậu, thiếu kinh nghiệm thực tế và chuyên môn so với các thành viên phát triển trong quá trình gọi vốn và cấp vốn cho các dự án năng lượng tái tạo, nhất là trong bối cảnh lĩnh vực năng lượng tái tạo đòi hỏi nguồn tài chính và nhân lực rất cao. Thông qua hội thảo, các nền kinh tế APEC sẽ có cơ hội để nâng cao kinh nghiệm và năng lực trong hoạt động kêu gọi và cấp vốn cho các dự án năng lượng tái tạo trong tương lai. Tiếp tục với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, sáng nay các thí sinh đã thi môn toán với thời gian làm bài 150 phút. Các thí sinh đều đánh giá là đề thi không khó, bám sát với chương trình sách giáo khoa. Chỉ ghi nhanh của phóng viên truyền hình Thông tấn tại Hà Nội. Theo nhận định của các thí sinh, đề thi toán cơ bản kiến thức gói gọn trong chương trình ôn tập của nhà trường để đạt được điểm cao không khó. Điều này tạo tâm lý thoải mái hơn cho các thí sinh trước khi bước vào môn thi cuối của kỳ thi vào buổi chiều. Em thấy đề này thì cũng khá là dễ, thì chỉ có một câu là khó thôi, nên là mấy đề năm trước thì chắc cũng tương đối, cũng có một hai câu khó, thì đề này thì em làm khoảng được 80-90%. Dạ, em thấy dễ hơn đề năm ngoái, cũng chỉ có một câu khó thôi, nhưng mà nói chung là cái kiểu làm hơi rối chứ cũng không phải gọi là khó nữa, đề dễ hơn năm ngoái nhiều. Em thấy đề toán năm nay là khá dễ và em làm trong khoảng một tiếng rồi. À, chắc là em sẽ đoán là được tầm độ 9.5-10. Hôm nay thì em thi rất là tốt và thời gian thì thừa cũng rất nhiều, hơn 1 tiếng rưỡi. Em nghĩ là bài toán này rất là hợp với thi tốt nghiệp và em dự đoán là mình được 10 trọn vẹn. Theo đánh giá của các hội đồng thi, kỷ luật và không khí tại các phòng thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Chiều nay, các thí sinh tiếp tục thi môn ngoại ngữ đối với học sinh trung học phổ thông hoặc môn vật lý đối với học sinh giáo dục thường xuyên. Sáng nay tại thành phố Huế diễn ra hội nghị tổng kết xây dựng các mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Mô hình điểm lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được tiến hành từ năm 2006 tại 20 khu dân cư của 10 tỉnh thành trong cả nước. Tính đến năm 2011 đã triển khai xây dựng 3 loại hình khu dân cư phù hợp với đặc điểm của từng khu vực. Tuy nhiên, do đây là mô hình thí điểm đầu tiên nên đối tượng còn mang tính tổng quát chưa cụ thể. Trong khi đó, hoạt động tự quản chủ yếu là đôn đốc, nhắc nhở, chưa có hình thức cơ chế xử phạt cụ thể. Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất những kiến nghị và giải pháp nhằm triển khai nhân rộng các mô hình trong thời gian tới.
Trong đó, nhấn mạnh công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở cơ sở nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường của người dân và doanh nghiệp. Trong một động thái gia tăng sức ép nhằm buộc Iran chấm dứt chương trình hạt nhân, ngày 3 tháng 6, chính phủ Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào đồng nội tệ và ngành xe hơi của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép áp đặt trừng phạt đối với các thực thể tài chính nước ngoài, thực hiện các giao dịch bằng đồng ria hay giữ các tài khoản bằng đồng ria ngoài lãnh thổ Iran. Nhà Trắng cũng lần đầu tiên cho phép áp đặt trừng phạt đối với tất cả các cá nhân cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho ngành chế tạo và lắp ráp xe hơi của Iran, bao gồm các loại xe chở khách, xe tải, xe buýt, xe bán tải và xe mô tô. Chính phủ Mỹ cũng cảnh báo thời hạn để ngỏ cánh cửa đàm phán với Iran không phải là mãi mãi. Các biện pháp này là một phần trong cam kết của Tổng thống Obama nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi vẫn để mở cánh cửa giải quyết vấn đề thông qua con đường ngoại giao nhằm cho phép Iran tái hòa nhập cộng đồng quốc tế nếu họ chấp thuận các nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, Iran cần hiểu rằng thời gian là có hạn. Các biện pháp trừng phạt mới đây nằm trong chiến lược nhằm ép đồng ria mất giá, vốn đã mất 50% giá trị kể từ đầu năm 2012 vì các đòn trừng phạt của Mỹ, đồng thời gây thêm khó khăn cho ngành công nghiệp của Iran. Trong một diễn biến có liên quan, ngày 3 tháng 6, Phái đoàn đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc đã lên tiếng kêu gọi nhóm P5+1 gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức và Iran cần sớm nối lại vòng đàm phán mới tại Kazakhstan để tìm lối thoát cho chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Cho tới nay, bất chấp các sức ép buộc phải chấm dứt chương trình phát triển hạt nhân từ phương Tây, Iran vẫn tuyên bố kiên trì theo đuổi mục tiêu này, đồng thời phủ nhận các cáo buộc cho rằng chương trình hạt nhân của nước này là nhằm phục vụ cho mục đích quân sự. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với vai trò trung gian nhằm nối lại các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine vừa một lần nữa lên tiếng cảnh báo không còn nhiều thời gian cho tiến trình này. Trong một phát biểu ngày 3 tháng 6, ông Kerry đã hối thúc Israel nối lại các cuộc hòa đàm với Palestine trước khi cơ hội cuối cùng biến mất. Theo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, nếu Israel và Palestine không thể đạt được thành công trên bàn đàm phán lần tới này, thì rất có thể sẽ không còn có thêm cơ hội khác nữa. Ông Kerry cho biết, Israel và Palestine đang cân nhắc các lựa chọn cần phải thực thi nhằm nối lại các cuộc hòa đàm một cách rất nghiêm túc. Với trách nhiệm trung gian của mình, ông Kerry cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiến trình này. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra đúng vào lúc giới ngoại giao Trung Đông cho biết, ông Kerry sẽ trở lại thăm khu vực này vào ngày 13-15 tháng 6 nhằm thảo luận tiến trình hòa bình với Israel và Palestine. Đây sẽ là chuyến công du Trung Đông thứ 5 của ông Kerry kể từ khi ông bắt đầu nỗ lực nhằm khởi động đàm phán hồi đầu tháng 2 vừa qua. Căn cứ vào các hình ảnh vệ tinh, giới khoa học Mỹ cho rằng Triều Tiên đã đạt được nhiều tiến triển quan trọng tại cơ sở Dương Piêng tiến tới khởi động một lò phản ứng sản xuất plutoni chỉ trong 1-2 tháng tới. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins của Mỹ được công bố ngày 3 tháng 6 cho biết Triều Tiên đã đạt được tiến triển quan trọng tại cơ sở Yongbyong, bao gồm cả một lò phản ứng 5 MW. Khi đi vào hoạt động, cơ sở này sẽ có thể sản xuất khoảng 6 kg plutoni một năm, có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu Triều Tiên có sẵn các thanh nhiên liệu mới để cấp điện cho lò phản ứng này hay không. Những hình ảnh vệ tinh gần đây chỉ ra rằng Triều Tiên có thể đã hoàn thành một hệ thống làm mát, đóng vai trò sống còn để vận hành lò phản ứng trên. Triều Tiên đã phá hủy một tháp làm mát hồi năm 2007 để thể hiện cam kết của mình với một kế hoạch phi hạt nhân hóa do Mỹ ủng hộ. Ngoài ra, các hình ảnh vệ tinh mới nhất cũng cho thấy Bình Nhưỡng có thể khởi động một lò phản ứng nước nhẹ tại Yongbyon chỉ trong vài tháng tới. Đánh giá của giới khoa học được đưa ra đúng vào lúc tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang tạm lắng dịu sau nhiều tháng căng thẳng do vụ thử hạt nhân lần thứ 3 của Bình Nhưỡng hồi tháng 2 vừa qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Costa Rica ngày 3 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Laura Chinchilla. Ngoài thảo luận về các vấn đề trong quan hệ song phương, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề nghị Costa Rica làm cầu nối giúp Trung Quốc tiếp cận cộng đồng các nước Mỹ Latin và Caribe. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Laura Chinchilla đánh giá cao những bước tiến trong quan hệ hai nước kể từ khi Trung Quốc và Costa Rica chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2007. Chủ tịch Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương vì lợi ích của hai đất nước. Mối quan hệ của Costa Rica và Trung Quốc
sẽ tiếp tục được phát triển dựa trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng hợp tác phát triển và chia sẻ lợi ích chung. Hai nước chúng ta có thể khác nhau về điều kiện địa lý, văn hóa, nhưng sẽ là hình ảnh đại diện cho sự gắn kết và hợp tác toàn diện mà không phải nước nào cũng có được. Nhân dịp này, hai nước cũng đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác trị giá gần 2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó đáng chú ý là dự án Trung Quốc hỗ trợ Costa Rica nâng cấp một nhà máy lọc dầu và phát triển hệ thống giao thông công cộng. Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc rất quan tâm đến việc phát triển quan hệ với CELAC trong bối cảnh Bắc Kinh đang muốn thiết lập một quỹ hợp tác kinh tế với khối nước Mỹ Latin. Ông bày tỏ mong muốn Costa Rica với vai trò chủ tịch luân phiên của CELAC trong năm 2014 sẽ giúp Trung Quốc tiếp cận CELAC thông qua việc được mời tham dự một hội nghị thượng đỉnh của CELAC hoặc có các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của nhóm này. Costa Rica là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du các nước Trung Mỹ của ông Tập Cận Bình sau khi đã thăm Trinidad và Tobago. Điểm đến cuối cùng trong chuyến đi lần này của Chủ tịch Trung Quốc sẽ là Mexico. Dự kiến, chuyến thăm này sẽ tập trung vào việc xây dựng nền móng, tiến tới việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA Mexico-Trung Quốc. Ngày 3 tháng 6, chính phủ Cuba thông báo sẽ tiếp tục triển khai một số biện pháp điều chỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp liên quan tới việc kinh doanh sản phẩm, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với nguyên vật liệu. Đây là một phần trong tiến trình cập nhật mô hình kinh tế đang diễn ra tại quốc đảo này. Thông báo của chính phủ Cuba nêu rõ, các biện pháp mới sẽ tập trung tạo sự bình đẳng cho tất cả những người sản xuất nông nghiệp, giải phóng sức sản xuất, nâng cao tính hiệu quả và sửa chữa khắc phục những sai lầm đang làm ảnh hưởng tới nền kinh tế. Các biện pháp mới tập trung chủ yếu vào điều chỉnh hoạt động của các cơ sở sản xuất nông nghiệp thực phẩm, cây giống, cây trồng đặc biệt, các nông trại chăn nuôi gia súc. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết với nhà nước, tất cả các cơ sở sản xuất được tự do bán sản phẩm của mình cho mọi đối tượng và tùy thuộc vào nhu cầu thực tế. Những điều chỉnh mới cũng bao gồm cả việc mở rộng kinh doanh vật tư, thiết bị và dịch vụ chuyên dụng trong lĩnh vực nông nghiệp. Các đối tượng có nhu cầu về nguyên vật liệu sẽ được tiếp cận trực tiếp với thị trường bán sỉ và bán lẻ. Giá cả sẽ do cung cầu thị trường quyết định, chứ không được bao cấp như trước đây. Theo kế hoạch, các điều chỉnh nói trên sẽ được đưa vào áp dụng thử nghiệm từ năm 2014 tại huyện đảo Thanh Niên để xem xét tính khả thi trước khi đưa vào áp dụng rộng rãi trên cả nước. Đây là lần điều chỉnh mới nhất trong lĩnh vực nông nghiệp của Cuba nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước, giảm bớt sự phụ thuộc vào lương thực nhập khẩu, vốn chiếm tới 80% nhu cầu lương thực của cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.